Xin kính chào toàn thể quý cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Sau khoảng gần một tiếng ròng rã thì anh em mình đến được gần với nền nhà mới của cô Máy. Chào, xin chào tất cả. Hồi nãy thì qua đoạn dưới thì đường trơn một chút do hôm tối hôm qua trời mưa khá là to. Do vậy là anh em phải đi bộ lên một đoạn rồi. Sáng nay thì em có mua gộp một ít sắt vòng để về làm qua đây làm xăng cầu với cả là một ít thép ly. Cái này thì chỉ có 3 vòng thôi. 3 vòng để làm 3 cái xăng cầu bé bé. Với cả là một ít thép ly để cho các anh thợ buộc sàn sáo. Hiện tại là 12 giờ rưỡi, gần 13 giờ kém rồi. Hôm nay thời tiết rất là mát mẻ, không biết là các anh em thợ làm đến đâu rồi. Tống vừa đi vừa quay, giống như kiểu là đang tập eo ấy. Này là chỉ có 3 vòng thôi mọi người ạ, nó chắc là rơi khoảng 2 cân. Đây là nhà của con của cô Máy này. Còn tít bên dưới mới là nhà của cô Máy. Nhà của cô Máy ở tít chỗ đồi thông bên kia cơ. Nào. Hả? Đang cơm à? Anh em chắc cũng nghỉ muộn nhỉ. Và mình ăn cơm. À đây á. Đây là cái cây kia mà. Cái cây nó ra như kiểu hoa ấy, hoa bị dị thật đấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu, bảy viên. Sáu viên, bảy viên. Đã khi mà em Tuấn lên đây ấy, thì mọi người vừa mới nghỉ ăn trưa. Còn bây giờ sau khi nghỉ xong thì lại tiếp tục làm với công việc. Hôm nay thì chỉ có 3 anh em thôi, do vậy là nó không được nhanh lắm. Buổi chiều nay nếu mà bác giáo nữa thì chắc tối nay thì không được nhiều đâu. Tầm nếu mà hết cái đống vữa này là may đấy nhỉ. À tuổi nhỉ. Tối nay trong buổi chiều nay chỉ cần hết đống vữa này thôi. Một bao á? Hết đống vữa này xong một bao nữa. Nhưng mà bây giờ đang bác giáo mà. Một bao nữa thì phải 6 giờ mới nghỉ. Hả? À. Đây, mạch rất là đẹp mọi người. Mạch nào ra mạch đấy luôn. Nói chung là rất là cầu kỳ, tỉ mỉ, từng chút chăm từng chút viên gạch luôn. Như này là ngày mai ngày kia nữa là cũng xong rồi đấy nhỉ. Cán nền chỉ cần một buổi sáng. Ba người. Mình ngày đấy anh. Cán nền á? Cán nền làm gì nhiều thế? Ba người tầm ngày à. Không đến một ngày đâu. Bốn người chứ cứ cho là một buổi đi. Cái chỗ nó hơi lâu nhỉ. Nhưng mà ở trong bột ở trong phòng này rồi. Cũng không mất thời gian để chuyển vật liệu ấy.
ra tốn thời gian vào những cái khoản như này chứ nhỉ. Nếu mà làm bình thường mà làm được hoàn thiện thì cái khoản này nó sẽ không được đẹp như này. Nắng hay oi à tuổi nhỉ? Nắng thì nó không nắng lắm nhưng mà nó nóng, oi. À tuổi là chỉ xây được thêm hàng này nữa thôi, hàng sau là không với tới rồi. Không tới rồi. Không tới rồi là phải bắt giáo rồi mới tới. Cái này phải bắt hai lần đấy nhỉ? Bây giờ một lần xong rồi một lần sau thấp không xây được, chắc bác một lần nữa cũng đến thu hồi luôn á. Khó đấy, càng lên cao nó càng chậm ấy, nó không nhanh được. Ở dưới thì còn nhanh, còn thoải mái. Ở trên mà ít người nữa thì chỉ có hai người xây thì nó lâu lắm. Bác là phải bắt ra bốn góc ấy chứ, bắt ra tất cả thì nó mới ấy được. Không lại không xây được góc thì lại cũng chả làm được. Có xí lúc nào ta chạy cái nào là tốt làm cửa sổ á. Cửa sổ thì cứ 80-90 thôi, súng đo mà súng ấy đo để cái cửa sổ ấy. Xem chiều này bao mét, cái này 80 phân thôi. 80-90 mà 80, cao 90 thôi. Tất cả ấy, tất cả này xong chia ra cho cân cân là được. Cái thước của A Tụ này hỏng thế rồi đấy. Thước này nhìn thế nó kiếm được bao tiền nha A Tụ rồi đấy. Gần trăm triệu rồi. Trăm triệu rồi A Tụ. Bốn cái là trăm triệu rồi. Bây giờ là xong cái này chắc là thay cái mới rồi. Phải thay chứ, không thay thì người ta sản xuất thước ra thì chết đói à? Đúng rồi. Chứ vì tại sao mà người ta làm nó phải có cái thứ hả mà khi mà mình dùng một thời gian nó lại hỏng như thế này? Đúng rồi. Có đủ một viên không chú? Hơn đấy nhỉ.
Đúng. Đủ một viên nhỉ? Thế thực sự là trong buổi chiều ngày hôm nay thì công việc là bác giáo mà xây được từng nào thì hay từng đó, chắc cũng khoảng được tầm 1 đến 2 hàng nữa. Bởi vì càng lên cao thì càng khó, người thì lại không đông nữa, do vậy là hơi chậm. Đấy. Cũng có thể là mai sẽ đội thợ A Tủa sẽ cho sang đây hết để hoàn thiện cái nhà của máy trước, rồi mới sang cái chỗ nhà của cháu Say sau. Bởi vì tập trung làm một cái để cho đi lại cho đỡ khó khăn, cũng để được tiến độ nhanh hơn và không khí làm việc nó sẽ nhiều hơn, nó tràn đầy hơn, bớt đi cái sự u ám nhợt nhạt. Dài rồi, không vừa rồi. Cắt đi mà. Mai mình cũng không dùng dài đến thế đâu nhỉ? Có chứ, dài hơn đấy. À ừ. Dài hơn. Đúng rồi. Ừ. Mỗi bên là lòi ra khoảng tầm 30 mấy phân để lập pro khoảng ra 30 mấy phân, 40 phân. Nhưng mà những cái cây này thì một cái nhà này nó phải một cái sàn nó phải là 2 cây nấu với nhau. Ừ, nó dài quá nhỉ? Cái đuôi nó bé quá. Đuôi bé là không chắc chắn đâu. Này thì mình làm thế này thì mai lại phải làm hai cái quay răng à? Cái nhà này ấy, giống như kiểu hai chữ A ấy. Mình làm một cái chữ A thôi. Làm một cái thì... Một cái chữ A đây thôi. Nhưng mà nó lại vào cửa. Không, mình cho sang bên này một tí. À, lại làm lệch à? Này thẳng nhỉ, này sa mộc à? Xong lấy gốc ra bên kia một cây. Toàn cái gốc ở đây, cái ngọn nó lại ở bên kia hết. Có nhỏ lắm không? Cái này bắt buộc phải có chữ A rồi. Ừ. Có hai cái thì nó lại nhiều, một cái thì lại nhiều. Cái thì nó lại ấy quá. Một cái thôi. Một cái mình sẽ đà từ cái chỗ này đi xuống dưới cái chỗ trước cửa đấy á, gần cửa này. Nhưng mà phải là, chắc là làm lệch cửa chứ. Lệch ra bên này một tí. Lệch ra bên này một tí. Để cho cái giam bên này sẽ rộng hơn cái giam mà cái này thì gọi là nhà truyền thống thôi, thì sẽ có bếp ở trong này đó. À. Ra là vậy. Không có phòng thì nó sẽ làm theo cái nhà truyền thống ở trên này thôi. Ừ. Mấy nữa thì chắc cô ấy làm được bếp thì lại đỡ phải làm trong nhỉ. Đúng rồi. Hoặc là cô ấy có thể lấy cái cây này này. Vậy lấy cái cây này dựng thành một cái bếp được mà. Dựng thì vẫn phải đào cái đất này đi. Đào tản ly đằng sau này thêm một đoạn nữa. Đúng rồi. Ừ. Thì nó mới rộng được. Ừ.
Đất này để mà đào ra thì khó lắm. Nó có đá thì nó sẽ, mà đá này nó phải là có đồ chứ là. Này chỉ có xe rùa thôi, xe rùa đi từng chuyến một. Lâu lâu dần rồi nó cũng làm được mà. Đây mọi người này, hôm nay thì nước lại tràn trề rồi, thoải mái. Đầy, đầy téc luôn. Đấy, lại không lo về vấn đề nước nữa. Thì là cô... Khi nào mà đầy thì cô khóa ống lại. Đây. Bởi vì là ở trên là chắc là nó cũng có giống như kiểu cái bể ấy. Nên là khi chúng ta cài về mà dây mà không nối thì khóa kiểu này thì được này. Cái nào mà thiếu thì lại lấy vòi ra. Để tránh trường hợp là lãng phí. Và ở đây cái đất nền này thì không nên cho nước xuống nhiều. Tránh trường hợp là lún. Giống như kiểu hôm trước thì không có nước thì thực sự là đúng là khó khăn. Đợi thợ quá tủa thì phải về để xây sang nhà của cháu xây. Mấy cô nhóc thì hôm nay lại sang bên kia rồi, hôm nay lại không ra đây. Chắc là đi về sang kia để phụ cô máy lấy củi. Bây giờ mình sẽ đi vào nhà bếp của cô máy một chút xem nào. À. Ôi. Chú đang ăn cơm chú. Đây là đỗ nhỉ. Đỗ này trồng ở nương mà nhỉ. Đúng rồi. À. Đỗ này là do nhà khác thị trồng. À đây chú. Trước bên nhà em trồng tốt lắm nhưng mà bây giờ là do không thể trồng được sớm nữa. Trồng đỗ này á? Đỗ này á? Đỗ này trồng ở nương ngô mà. Đúng rồi. Cô nấu cơm đấy luôn cô. Có nghĩa là nó thì ở trong nhà cũ thôi nhưng mà rau thì để làm đây. À, rau làm rau ở đây đúng không? Đúng. À, nấu cơm là ở dưới. Xem Tống có biết. Cái này nói chung là em chưa biết nhưng mà nhìn tước rau dễ. À? Nhìn dễ à? Thường từ nhỏ thì ăn mà. Cái này ăn canh ngon lắm nhỉ. Ngon lắm. Cái này xào ra cũng ngon lắm. Này cô nấu rau ở đây ấy. Còn cô mà nấu rau ở dưới là phải bê lên giống như của hôm qua ấy, đúng không? Được. Rau thì nếu nó ở dưới thì phải cả canh các thứ nữa khổ. Canh, có cả canh nữa. Nhìn cô máy giống như mẹ của Say nhỉ. Nhìn như hai chị em luôn ấy. Con nhớ tí đó à? Nhớ ông cậu đắt hai lông đó. Chị bao đắt hai lông của mà anh nhỏ nhẹ nhưng để ba là thầu mà. Nhìn cháu của tài hơn. Dân ta hốt. Bây giờ cháu nhìn lấy ba nó còn nhìn tài hơn. Nhìn dân ta. Bây giờ đi chuyển sổ nè. Dân nhẹ bỏ giờ hết nhìn nó ôn nếu mà thì là cái tiền này mà. Dân nhẹ chứ? Dân nhẹ nó sưng lại rồi chẳng à? Nhà Tùng đang nói chuyện gì với cô vậy? Đang nói chuyện vui chứ anh. Toàn chuyện vui à? Có nghĩa là mình là quen nhiều người thì phải nói chứ anh. Cứ tưởng là cô muốn tuyển con rể. Chắc cũng không còn con gái. Không còn con gái nào.
nào nha. Cô và em đang nói về kể về ngày xưa cô với lại mẹ em là chị em. Bây giờ nó ra thì em gọi là bà ngoại rồi. Bà ngoại à? Sao lại gọi là bà ngoại? Bởi vì là trước cô với lại mẹ em là nó cùng đều là cùng họ hàng em, chị em ấy. Chị em có phải chị em ruột không? Không phải, nhưng mà cũng phải là chị em họ hàng với à, chị em họ hàng gì? Họ với nhau thì thế chứ. Thế nên là chuyện nó ra thì ta bảo là không đi thì mình cũng không biết mình phải em hỏi xem cô máy có chị em gì với cả là mẹ của Say không mà anh nhìn thấy nó giống, nhìn thấy giống giống ấy. Đây lo thì tớ thì lo thì giống lắm luôn ấy. Chị em mình chỉ giống nhà li và phư nhà và phư tò lo lung tò bé hả? Ai nhiều cả. Nè thì lo thì trên này vinh cháu đây là chị do. Chị do. Chị do. Tức là không phải nhỉ? Không phải, nhưng mà thực sự mà khi mà nhìn thấy không phải như nhìn mặt như hai đứa giống nhau ấy. Nhìn mặt công nhận là hai người. Nhìn mặt công nhận là hai cô giống nhau thật. Đến khi mình còn sang bên kia mình còn thấy là như vậy. Đấy hả linh nè, thế nhìn nè bố này bố này ít sinh không là hai cái thế hệ nhỉ không biết hôm nay rồi mà à giờ mà anh em mới từ nay ra em biết hôm vừa tỏ ham liền chạy cho giàu à, có nghĩa là tâm sự bằng tiếng tiếng đồng mông thì cô mới hiểu. Đúng rồi, bởi vì là cô không biết tiếng tinh à, cô không biết tiếng phổ thông à. Mọi người nghe giọng nói giọng của em có phải cái gì không em là cô. Thế buổi tối cô có mang nồi niêu xong chảo này về không hay không? Chồng tôi trẻ chứ tỉnh chết nhớ nó làm chuyện hả? Chừng ca cái nhớ nữa. Không mang đâu. Vẫn để đây. À, thế là buổi tối có người trông ở đây à? Lấy làm cái lán này, lấy làm cái giường này này. Buổi tối thì chắc là cô với mấy con ở đây trông đó. Ồ, thế nhà thì ai trông cho? Thì cũng phải ra trông chứ không nhiều gạch thế này. Nhiều gạch với cả xi thôi. Xi thì cũng an toàn. Hai cười. Với lại anh rất thích nói chuyện. Anh không biết nói, khổ lắm. Không biết nói. Không biết nói nhưng mà kiểu là anh cứ thích hai nói. Bảo là cái gì thì cứ nói. Lắm khi mà kiểu mà nói nhiều quá người ta cũng không thích ấy. Không có gì thay đổi là tuần nữa là cô có nhà mới. Bao tứ tuần nhé chị, nhưng giờ mới vừa thằng này tu na, hồi này chỉ tu chơi, lát nhỉ hai khi phát lò là gì tí nữa, chưa chả, hồi này mi tu này hai này tối mà này chỉ nhau chơi thì thành trò đâu đó, à, mua thử à, tụi nào qua bờ tay, thằng này nhất chỉ tu là tu, đây là cô máy đang làm cái bếp để lát nữa sẽ nấu rau ở đây chứ không phải về nhà nữa, bởi vì cô ấy chỉ có một mình nữa, do vậy là mấy khi mà không có mấy thằng nhóc ở đây ấy, thì cô ấy mang lên rất là nhiều chuyến, bởi vì từ đây cho tới nhà cũ của cô ấy thì nó cũng phải rơi vào tầm 200m nhỉ, hơn 200m à, bởi vì mình nghĩ đúng rồi,
Nhưng mà đi đường phải đi đường xe máy, vậy thì đi đường vòng sang bên kia thì mới có thể xuống được đến nhà của cô. Đấy, giờ vậy là cô có thể làm cơm ở nhà lên và lên đây để nấu rau luôn. Bởi vì ở đây cũng có nước, chỉ cần mang một chút gia vị lên nữa là đỡ phải mang sách đi xa. Đấy, phải sạch sẽ như thế xem nào nhỉ. Ê, tí xe không lên được chú. Được rồi. Đấy, sạch sẽ rồi. Ở đây có nước thì thoải mái nhỉ. Ấy, nay mình thấy A Tủa này lên xây thì thi nhau xây đẹp xây nhanh không? Hả? À? Xây đẹp thế thì còn gì? Thế mà bảo không biết xây. Thi không? Thi nhau xây thi không? Làm một thi ai xây nhanh hơn ai? Có chắc không đấy? Làm nhá này có chắc không vậy? Sao mà thấy lung lay vậy? Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đến thời điểm bây giờ là đến hàng thứ 7 rồi. Nhưng mà do lên cao phải bắc giáo, do vậy là tiến độ này sẽ không được nhanh và cần phải cầu kỳ tỉ mỉ để tránh trường hợp nguy hiểm cho người đứng ở trên. Và chắc là em cũng xin phép khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe trong cuộc sống.